Vậy rồi, mến chào cả nhà mình nha cả nhà. Dạ thì hôm nay có đến vườn của chú Út nè ha. Rồi sẵn ở đây cũng quay cho cô chú anh chị em mình xem một số cây cây lớn nha. Nói chung những cái cây này thì chơi Tết rất là ok nha cả nhà. Cái tàn từ xa nè, đường kính ngang cái tàn từ 1m7 nha, 1m7 chứ không dưới. Thì chiều cao cũng tầm khoảng cũng 1m7 luôn ha, 1m5, 1m7 nha cả nhà. Đó, như cái cây đầu tiên đây cô chú anh chị mình thấy ha, cái tài mình để qua nó không có lọt đâu. Rồi với lại cái gì, có xem những cái dàn nụ nè. Thì hiện tại bây giờ thì chú cũng đã bỏ xịt thuốc cũng một thời gian ha, nên cái cây nó, cái dàn lá thì nó có một số nó gầy đỏ là nhện đỏ đang nè cả nhà. Thì thời gian này thì mình so với cái lá thì mình không có cần thiết gì nhiều hết, quan trọng ha, tại vì cũng tới thời điểm mình sắp sửa lấy lá rồi, nên cái dàn lá hiện tại bây giờ mình không có quan trọng nữa, mà chủ yếu là cái dàn nụ của mình. Trong thời điểm này thì cái nụ đẹp thì nó sẽ nở cái bông đẹp thôi. Của chú anh chị mình thấy ha, cái dàn nốt bấm này hiện tại giờ nó ra lúc nào lúc nấy ha, rất là lớn ha, lớn và đều đó. Thì chú Út ở đây cũng có giao lưu ha, có hỏi nãy chú rồi, thì chú cũng giao lưu một số cây lớn này cả nhà. Nếu mà cô chú anh chị nào mà gần ha, nói chung trong Nam miền Đông trở lại thì có thể là mình vận chuyển bằng xe được nha. Chú thì không có gửi ra theo bưu điện, tại vì những cây mặt hàng lớn này thì giá trị nha cả nhà. Thì cái cây đầu tiên đây, đây thì cả nhà thấy nè, cây này thì em độ lâu rồi nha. Cái này hôm trước thì cũng có quay cái clip cho cô chú anh chị mình xem, là cây này em bán cho chú này cũng 2 năm rồi nha cả nhà. Tính ra này nó rất là lớn rồi, cái mặt cắt của nó, cái chỗ này nó liền sẹo rồi nè cả nhà. Mà cắt cái cốt đây khoảng chừng gần 30 mà nó đã liền sẹo hết rồi, cái miếng rất là tốt ha. Những cái cây này thì nói cái tầm sung tầm khỏe thì rất là ok nha cả nhà. Đó thì cái hoành này em cũng nhớ nha, độ khoảng của năm bây giờ cũng khoảng 57 nha nha, khoảng 57 đó chứ không dưới đâu. Cái nội đế thì em bưng nhất cái cây này nè ha, cái cây đầu tiên này ha. Thì em gọi là mã số 1 đi cả nhà, mã số 1 ha. Thì ở đây thì chú đây là chú ruột của mình nha cả nhà. Nếu mà cô chú anh chị mình thấy ưng ý thì em sẽ để số điện thoại. Thì nhà cô chú anh chị nào mà thích cây mã số nào đó thì chú có thể là đo cho chính xác là chụp hình ha. Rồi em quay chi tiết luôn ha, chi tiết luôn cho cô chú anh chị mình xem. Thế thì cái nội đế cây này thì nó nói chung là nó đều bốn mặt luôn cả nhà. Ở đây nó không hởm đâu, nhìn thấy vậy chứ nó không có hởm đâu cả nhà. Kẹo ha. Đây, đây là cái mặt tiền nó đây cả nhà, tiền đó ha. Đây nhìn từ xa đây, cốt cành thì những cái cốt này có số bằng chân cái này nha, đúng gọi mình chân cái lớn hơn tay cái em rất là nhiều ha. Đó, những cái cốt này thì nó đã liền rồi, cốt đây còn chút xíu nữa thôi. Đó, cái dạch đế này cả nhà thấy ha, rất là lực ha. Cộng rễ của nó là bắp tay của em luôn đó nha, rất là lực ha. Những cái thẹo này thì nó mím rất là mau này. Thì cái cây mã số 1 này nè cả nhà, thì chú định giao lưu tại vườn là giá 100 nha cả nhà, 100 chẵn ha. Thì nếu cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý đó thì em để số điện thoại kết bạn Zalo, rồi sẽ quay đo cái hoành chi tiết ha. Ở đây thì cả nhà quay tổng thể ha, nó tròn như cái mâm xoài nha nha. Đây cái dàn nút này, cây này thì Tết bảo đảm cho cô chú anh chị mình, cái dàn nút mình nở rất là cực kỳ đẹp nha. Thủ Đức mà được cái tầm khoảng 4-5 mùa thì cái dàn nụ, cái dàn bông mình khỏi chê rồi ha, dàn bông khỏi chê. Rồi mã số 1, quay qua cây mã số 2 ha cả nhà. Đây, cây này thì cái dàn mầm nó lớn hơn rồi cả nhà, dàn mầm mới được kính ngang nó lớn hơn cái cây mã số 1 luôn ha. Em sẽ quay trước vòng vòng cái khung tàn đi, rồi sau đó em sẽ quay lại cái trong gốc cho cả nhà mình thấy ha. Đây, cái mầm này nó kẹo hơn, bển mà lớn hơn luôn nha. Rồi quay lại trong cái dàn đế ha, trong thân. Những cây này ghép thì cũng 3 mùa mấy 4 mùa trở lên ha, không cây nào dưới nha cả nhà. Đây, cây này được cái nước xù nha cả nhà. Đây, xù ha, đang lên xù rất là mạnh ha. Cây này cũng độ khoảng 50 mấy hoành nè cả nhà, 50 mấy luôn.
không chính xác. Cái đế nè, nè thôi cái đế ha, mặt cắt sẹo thì nó cũng còn nhỏ ha, còn nhỏ nó muốn liền rồi, cái ngọn thì nó đã liền rồi nha. Cây này còn ở đây chút xíu rồi, bằng ngón tay em ha. Cốt cành thì bằng tay cái, chân cái có hết ha. Tại vì nó gặp quá thì em quay nhiều khi nó cũng không có rõ hết ha. Đây, quẹo qua mặt đế bên đây nè cả nhà. Khá lên, nó hở ở đây chút thôi nha. Bên đây cái dách bên đây nó lại lực nè. Cốt cành, dầm chân cành. Chú đây nuôi rất là kỹ ha, rất là kỹ. Nên cái nấy nhìn cái vàng tàn các nhà thấy tròn thì đều hết. Nói chung vàng nút là không có cây nào mà tệ hết nha các nhà. Vàng nút mùi và nút to ha. Tầm tầm dưới đất cái đây thì nó nở bông rất là lực ha. Bông bông nó sẽ mạnh hơn, tại vì có trồng được đất thì cái độ nở nó sẽ thẳng cánh nè, thứ nhất thẳng cánh, thứ hai nữa là cánh nó lớn, và thứ ba nữa là nó nở ha, nó nở cái bông nó chùm ha, rất là nhiều, tại vì nó đủ sức dưới đất thì nó đủ sức nó ăn để cho cái cây của mình nó nở đẹp ha cả nhà. Cây này đường kính ngang chắc có lẽ 1m8 tới 2m đó cả nhà. Đây cái khúc xà ha. Rồi cái cây này thì em báo cho cô chú anh chị luôn ha, thì chú nói thì 90 còn thương lượng nha cả nhà. Cây này ha 90 triệu còn thương lượng, thì có thể là điện trực tiếp cho chú đi cả nhà, để mình còn thương lượng ha. Nếu mà cô chú anh chị nào thấy thích á, cô chú anh chị mình điện trực tiếp cho chú như mình nha. Đây thì chú cháu thì em quay cho để cho chú mình giao lưu thôi. Rồi cây này là cây mã số 3 ha cả nhà. Mã số 3. Mã số 3 thì cái đường kính cũng khoảng 1m7 1m8 trở lên luôn cả nhà. Cái mầm tàn của nó cây nào cũng nhìn thấy nó kẹo mà nó tròn thì ha cả nhà. Đó, đây là số lá này thì nói chung là như lúc đầu em nói đó, thì do rầy đỏ ha, rầy đỏ nhện đỏ nó ăn. Trong thời gian tháng 8 làm 9 là mình đã bỏ xịt thuốc rồi đó. Số nhiều khi nhện đỏ nó lên nó ăn cái vàng lá mình nó rực rực, nhưng không có ảnh hưởng gì hết á. Quay vô thân nè, cây này được cái những cái này lạ nè cả nhà. Xưa nó những cái mặt thẹo đó rồi bôi keo lên rồi bây giờ nó đã liền, nó làm cục cục hết rồi cả nhà, nó liền hết rồi à, nó liền hết luôn, rất là lạ ha. Được mấy cục đây, ở dưới đây cũng mấy cục nữa cả nhà. Đây cục như đây. Cây này cũng là trung tầm từ 55-57 ha, em độ khoảng 57 trở lên chứ không ở dưới nha cả nhà. Này, tay em để ha, để nè. Rồi chú mình nói nha cả nhà, bây giờ chú bán tại vườn. Tới đây bính thì bán chứ còn không giao. Bứng bán cũng như là bứng cho lên xe đó, nếu cô chú anh chị mình thấy hợp lý đó, hợp nhãn đó, thì cô chú anh chị mình đến tận vườn đi ha, tận vườn, nếu mà có điều kiện đến tận vườn, tại vì chú cũng không có thời gian đó cả nhà, để lo vườn nhiều quá nên không thời gian, nhiều khi nó cũng khó khăn, có những gì có gì thì anh em cũng thông cảm ha, cô chú mình thông cảm. À, thì chú sắp xếp có thể là tại bán tại vườn đây thì mình đem xe lại ha, rồi chú kêu người bứng thì đem lên thì nó sẽ dễ hơn nha cả nhà. Thì chú cũng không đi vận chuyển mà để giao được nữa. À, trong thời gian khi chú ở đây thì vườn tược đó không có bỏ được á. Rồi thì cái cây mã số 3 này nha cả nhà, thì em cũng xin nhắc lại ha. Cây mã số 3 này thì chú cũng giao lưu là 90 luôn nha cả nhà. Trong những cái cây này mình đi cái đường dài, mình nuôi cái đường dài ha, cây nào cũng bệ đế khá hết, lùng lực ha. Được cái là ghép được già mùa. Cây này thì hơn 4 mùa cả nhà ha, cốt nó lớn chuẩn hơn. Cái này ghép trước hơn mấy cái kia nè cả nhà ha. Đó thì bao sung khỏe, cây bao sung khỏe, nụ bông thì những cái cây trên bồn gạch này thì
mình rất là đơn giản nha cả nhà. Thì mình sẽ gỡ gạch thôi thôi. Thì cái gạch đường kính ngang khoảng 7 tấc thì mình lên cái chậu 8 ha. 7 máy lên chậu 8 chậu 9. Là không có, mình không có xén cái bầu lại. Không có xén cái bầu lại nên cái cây mình nó không có mất sức đâu. Mình chỉ bỏ lên ha, bỏ lên cái chậu để mình chơi Tết. Sau khi mình chơi Tết mình muốn trồng lên bồn thì mình chỉ để đó mình định lên thôi. Mình không có khuỷu bầu ra ha. Và nếu mình vô chậu nữa thì mình sẽ khuỷu đất ra. Và sau đó mình sẽ cắt đôn mình vô chậu lại. Rồi thì cây mã số 3 thì cũng em xin báo giá nha. Thì giao lưu cũng giá 90 nha cả nhà. Giữa cây số 1 là giá 100. Đó là ở đây là nói chung là chú là bán tại vườn nha cả nhà. Xin nhắc lại nha. Bán tại vườn là giá cả là em báo giá từng cây. Còn nếu mà cô chú anh chị mình có dịp á đến thì ở đây thì cũng gần nhà em thôi. Nếu cô chú anh chị có dịp xuống thì em sẽ dắt qua, hoặc là số điện thoại có thể điện trực tiếp ha cho chú của em nha cả nhà. Rồi quay ra cây mã số 4 nha cả nhà. Cây mã số 4 nè. Cây mã số 4 thì cái mâm tàn nói chung đó cũng là hơi thiếu đây thôi. Chú cũng sửa này, cũng sắp sửa tháo dây được nha cả nhà. Cái này chưa tháo dây, tháo dây cũng được rồi. Mâm tàn thì nó cũng được kính ngang khoảng 1m7 đó cả nhà. 1m7 có hơn ha. Những cái cây này nó cũng tàn thì được kính ngang thì rất là lớn nha. Tầm cao thì mình, tại vì chú ở đây thì đặc biệt những cái cây này cả nhà, từ dưới lên trên là sửa cái ngọn rất là chuẩn nha. Sửa ngọn rất là chuẩn nên khi mình lãi lá ra nhìn thấy cây rất là có duyên nha. Nó không có bị rối, thứ nhất là không bị rối, thứ hai là cái ngọn mình nó rất là chuẩn nha. Nên nhìn cây nó đẹp, dáng nó đẹp. Đó thì cô chú anh chị mình thờ coi những vàng nút đây. Bao cái vàng nút ok luôn ha, cây sung khỏe. Đó thì cô chú anh chị mình cũng thấy rồi. Ở đây chú nuôi rất là kỹ luôn đó nha. Tại vì có một số lượng ít cây thì mình chăm sóc nó từng sữa ha, từng sữa rồi mình chăm sóc chi cành nó không có rối, rất là chuẩn cây. Rồi quay vô cái này để cho cả nhà mình xem ha, cây từ xa nè cả nhà. Cây này dáng hơi nghiêng nha cả nhà. Đó, cái hoành eo ở đây cũng 55 trở lên nha. Nói chung những cây này em nghĩ là từ 55 trở lên đến 60 chứ không dưới nha. Em không có đo nhưng mà mức lượng này là em biết ha. À, cái nào để cả nhà. Cây này nguyên bạch để. Mình bạch để luôn ha. Nguyên cây cũ luôn đó nha. Cũ ghê, nếu mà đo cái tổng cái hoành cũ này thì em nghĩ khoảng 100 hoành đó cả nhà. Không nhỏ đâu. Đây. Mặt sau của nó đây ha. Tròn trịa. Lực quá. Dầm cành trồng cả nhà mình thấy nha. Thoáng rất là đều, nó không có chồng chéo với nhau. Rồi thì em cũng xin báo giá cái cây mã số 4 này luôn nha cô chú anh chị mình. Cây mã số 4 này thì cũng bằng giá với cây mã số 2, số 3 đó, thì cũng giá 90 luôn hết cả nhà. Thì giao lưu là tận vườn đó, giao lên xe cho bứng, giao lên xe cho cô chú anh chị mình. Đó là giá cả của nhà vườn chú đưa ra. Thì nếu cô chú anh chị mình thấy những cái mặt hàng nào đó, bốn cây này thì cô chú anh chị mình thích cây nào thì có thể điện trực tiếp ha cho chú mình. Đây là chú ruột luôn nha, chú ruột thì chú Út, chú Út ha, chú tên là chú Út đó. Thì những thấy cây nào ưng ý thì quay lại thì điện thoại ha, kết bạn Zalo, chú sẽ đo tổng hoành ha, tổng thể đường kính chiều cao và đo cái hoành của nó cho cô chú anh chị mình thấy rõ luôn. Đó, thì bán buôn bán nếu mà có dịp xuống tận vườn thì nó dễ hơn. Còn nếu mà cô chú anh chị mình chưa có dịp mà xuống được đó, có thể là chú sẽ quay nhẹ hình ha, hình ảnh để cho cô chú anh chị mình thấy, xem qua cái kích thước. Rồi thì hôm nay ha, sẵn dịp thì em cũng có quay ba cái mã số cho cô chú anh chị mình. Nếu mà cô chú anh chị mình chọn một trong ba đó, chọn một trong bốn cây ha, thì thích cây nào thì mình sẽ chụp màn hình gửi lại ha, gửi lại cho chú coi. Rồi sau đó thì nếu mà được thì giao lưu tại vườn nha cả nhà. Đó, giao lưu tại vườn.
cây này thì sẵn dịp Tết rồi thì cái cây này lên chậu mình chơi rất là ok. Bông năm nay em nghĩ nó cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Thích nhất là em thích nhất cây này ha. Đi đường dài, đi đường dài mà cái lại cái khung tàn, cái mâm tàn nó rất là đẹp nha cả nhà. Từ cái đường thân, cái đế ha, cái đế. Quay lại cho cô chú anh chị mình xem nè. Dáng ha, dáng nhìn thấy cũng rất là có duyên nữa cả nhà. Quá dễ thương ha. Rồi thì cũng cảm ơn cô chú anh chị mình nha, đã bỏ thời gian xem qua cái clip của em. Thì nếu cô chú anh chị nào mà cảm thấy ưng ý và chọn một cái cây nào chơi Tết đó, thì có thể là mình xem ha, xem qua trong bốn cây này mình đăng ký cái nào thì mình sẽ giao lưu ha. Thì rất mong cô chú anh chị mình thì nếu mà cảm thấy ưng ý thì cô chú anh chị mình sẽ giao lưu luôn tại vườn, xuống tận vườn thì cái mặt hàng mình xem nó sẽ thực tế hơn nha. Rồi em xin tạm kết thúc video tại đây nha cả nhà. Dạ, hẹn gặp lại cô chú anh chị mình những video tiếp theo nha. Dạ, em xin mến chào ạ.